Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Hôm nay, Limosa xin giới thiệu đến bạn dịch vụ sửa quạt điện, tháp, điều hòa, hơi nước chuyên nghiệp, uy tín. Dù chiếc quạt của bạn gặp lỗi gì, đội ngũ kỹ thuật viên của Limosa sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Hãy cùng tìm hiểu thêm về dịch vụ của Limosa trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, Limosa sẽ gợi ý cho bạn một số lỗi thường gặp ở quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước. 1. Quạt bị nóng. 2. Quạt không bơm nước, không lên nước, bị phun nước. 3. Bị dò điện. 4. Quạt không lên nguồn, mất nguồn. 5. Quạt không đảo qua, đảo lại được. 6. Bị rung lắc mạnh. 7. Quạt kêu to. 8. Không điều khiển được. Bên cạnh đó, khi đi sửa chữa các thiết bị như quạt điện, tháp, điều hòa hay máy làm mát bằng hơi nước, người tiêu dùng thường gặp phải một số vấn đề đáng lo ngại, điển hình như: trước tiên là chi phí sửa chữa không rõ ràng và có thể bị đội giá, khiến người dùng cảm thấy không yên tâm. Thứ hai là chất lượng dịch vụ không đảm bảo, nhiều nơi sửa chữa không triệt để, khiến thiết bị dễ hỏng lại sau một thời gian ngắn. Thời gian sửa chữa kéo dài cũng là một vấn đề, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày. Cuối cùng, dịch vụ hậu mãi kém khiến khách hàng khó khăn trong việc bảo hành hoặc sửa chữa lại khi gặp sự cố tái diễn. Nhằm đáp ứng sự đa dạng của các thương hiệu quạt trên thị trường, Limosa nhận sửa quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước tại nhà cho tất cả các hãng Sunhouse, Kangaroo, Brie, Comfy, Panasonic và hàng chục thương hiệu quạt khác. Tiếp theo là những ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ sửa chữa tại Limosa. Đội ngũ kỹ thuật viên của Limosa được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vướng mắc trong quá trình sửa chữa. Giá dịch vụ sửa các loại quạt điện, tháp, điều hòa, hơi nước tại Limosa hợp lý và rẻ hơn so với mặt bằng chung hiện tại và luôn được đăng tải trên hệ thống website limosa.vn để khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh giá. Limosa có lực lượng nhân viên trực tổng đài luôn hoạt động 24/7 để sẵn sàng tiếp nhận những thông tin khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc mà khách hàng đang gặp phải. Toàn bộ các linh kiện, phụ kiện thay thế trong quá trình sửa chữa đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cam kết khắc phục triệt để tất cả các lỗi của tất cả các dòng quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước nhập khẩu. Limosa có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng, như giảm 10% cho khách hàng VIP. Bây giờ, hãy để Limosa giới thiệu quy trình sửa chữa quạt điện, tháp, điều hòa, hơi nước tại Limosa nhé. Bước 1. Chuyên viên chăm sóc khách hàng tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa dịch vụ quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước của bạn và bàn giao cho bộ phận kỹ thuật. Bước 2. Trong vòng 15 đến 30 phút, thợ sửa quạt của Limosa sẽ được điều phối có mặt tại địa điểm khách hàng yêu cầu. Bước 3. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân hỏng hóc và sau đó đưa ra giải pháp sửa chữa tối ưu nhất. Bước 4. Báo giá dịch vụ sửa chữa quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước chi tiết, cụ thể cho khách hàng. Bước 5. Sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng, kỹ thuật viên mới tiến hành thực hiện các bước khắc phục sự cố mà quạt đang gặp phải. Bước 6. Vận hành quạt một lần nữa trước khi bàn giao cho khách hàng để đảm bảo máy không còn lỗi hỏng hóc nào. Bước 7. Bàn giao lại và thu phí dịch vụ. Bước 8. Viết phiếu bảo hành và hướng dẫn khách hàng sử dụng, bảo dưỡng quạt hiệu quả. Bước 9. Nhân viên chăm sóc khách hàng của Limosa sẽ chủ động liên lạc với bạn để tiếp nhận những ý kiến phản hồi về quá trình sử dụng dịch vụ sau khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày. Với dịch vụ sửa quạt điện, quạt tháp, quạt điều hòa, quạt hơi nước chuyên nghiệp của Limosa, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp chiếc quạt của bạn hoạt động chân chu, giúp bạn yên tâm học tập, làm việc trong một không gian mát mẻ, thoải mái. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và lựa chọn Limosa. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa hoặc click vào đường link dưới phần mô tả nhé. Đừng quên bấm nút like và subscribe để theo dõi thêm nhiều đánh giá sản phẩm thú vị khác. Chúc bạn tìm được sản phẩm lý tưởng cho không gian của bạn và đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.